Rồi Khánh Nguyễn xin kính chào bạn cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên và cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bạn cô bác luôn. Bây giờ là cả nhà bữa nay là ăn bún chay. Trời ơi. Đây đang lúc này nhanh thôi để cho Trang đảo lên cái đi. Đây bà cô bác ơi nè. Nè mẹ bây giờ tôi xin phép tôi đi chùa. Bây giờ lão Phật gia đi chùa. Đi chùa. Bà lão Phật gia đi chùa còn ông lão Phật gia đang ngồi ăn bún. Chào dạ. Bà cô bác. Thôi bây giờ mẹ đi chùa ông bà cô bác ơi. Còn mẹ đi sớm để trời mưa rồi. Vậy ba thì đang dùng bún ở dưới mà cô bác bữa nay là ở nhà là ăn cho chay. Chay thì người nào mà có ăn mặn thì có chả. Thôi bây giờ Khánh cũng biết nói gì hơn là Khánh kính chúc bà con là luôn mạnh khỏe bình an nha. Bây giờ Khánh sẽ ghi hình lại những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình để gửi đến bà con xem, có gì ủng hộ cho Khánh với Phong luôn nha. Có gì mà cô bác nhớ xem ủng hộ nha. Lúc này kênh của Khánh yếu quá, chắc do đăng tải thuốc thang nhiều quá rồi có những nhiều lúc quá nó không phù hợp á, nên là nhiều bà con cũng ít xem. Thì có gì bà con xem ủng hộ giúp cho Khánh nha. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là chuyển máy quay ra đây. Đây bác thư chuyển máy quay rồi đây. Bây giờ cho tô của Trang còn nguyên đây hả? Trang vừa mang cái tô cho bá vậy. Đây ông bà cô bác. Rau không ai mua rau. Này ăn nhiều quá. Giờ ăn nhiều ăn. Bây giờ ăn nhiều ăn ít thì bà con cứ thấy cái tô bự là nói ăn nhiều thôi chứ có đâu biết rau hay không đâu. Nói chứ bà con ơi, ở nhà dân ở nhà là lao động không à, nên là dùng ăn uống phải nhiều mới đủ sức khỏe đó. Đó. Ăn gì mà không thấy mập. Giống như cà rốt nè. Cà rốt nãy con ăn được sao à? Con chào ông bà cô bác nè con. Mời bà cô bác ăn bún luôn. Rồi mời ông bà cô bác là ăn bún chay thôi. Cà rốt đừng có gấp nhiều, cái tô con nhiều rồi. Còn bà xua kìa, cho mấy bánh tráng ngậm. Trời ơi, xua qua bánh tráng kìa. Rồi tí Trang ít nè con, mặn á con. Tí chào ông bà cô bác chưa. Rồi tí ăn mà bóng miệng luôn kìa. Ăn chay mà cũng bóng miệng nữa. Ăn bún chay nữa. Ăn mặn. Rồi có đây có chả với thịt nguội nữa. Cái này như là kêu bằng gì quên rồi. Con chay kìa. Đây nè, đây con chay có miếng chả lụa kìa. Đây là củ sắn phải không Trang? Dạ. Củ sắn với cà rốt, trà hủ xào đây mà cô bác ơi. Chiều em xào luôn. Rồi còn hai con heo con đây. Heo con kia, hai heo con chưa chào ông bà cô bác. Nè heo con ơi. Nè sau con chào ông bà cô bác nè, ăn quà cái nhà. Con heo kìa. Heo đâu hả? À, heo này là con này không phải con heo. Con này con chuột. Dê. Con dê quên dê. Con dê mà chim sâu á, sâu nói là ăn như heo hả? À? Không được nói vậy nha. Đừng. Ai ăn ớt á. Cái gì? Ăn ớt á. Anh hai đoạn ớt hả? Trời ơi, chuyển qua ớt rồi. Rồi còn này đâu? Bé này là bé gì? Con là tên gì? Con bị khỉ vô cây nè. Con là Cherry. Trời nè, ông bà cô bác thấy không? Mấy bé nhỏ nè. Thôi. Nè, con đó. Cherry con ăn gì đây? Thôi, không có gấp xuống nha. Không có gấp, không có bắt trước vậy. Thôi, dơ. Dơ con. Để lên trên dơ đó. Con ăn bún đi, hai đứa gấp ăn ngoan coi. Thôi. Rồi tụi con ăn đi nha. Ăn vui nha. Rồi bỏ ra. Hai bị chóc cái răng. Hai nhổ răng chứ đâu bị chóc cái răng. Cái răng sao chóc. Hai bị nhổ răng rồi hai ăn chi cản hai quá hai. À, nó con. Ăn cục sữa. Rồi. Tí ăn đi con. Rồi bé Su đây hả? Bé Su đây, con chào ông bà cô bác nè. Su ơi Su. Ăn dính tay nè. À, coi chừng mũi nha con, cho bác tư coi có mũi không. Ừ. Đây bác tư nè. Rồi à, con rung chân lên, nhảy lên, nhảy hết hớp để mũi cắn. Rồi bác tư lấy cho con cái bánh tráng nữa. Đây để anh lấy cho.
đưa khô đi em, đừng ấy ướt ngậm từ từ cái ướt à. Ăn hết hả? À, em ăn mớm rồi, mớm giòn. Nè, bánh tráng này là của một người cô. Người cô ở Tây Ninh đó, đợt ấn tượng lắm. Nè, nè. Hồi đợt cô này là cô mà đi mà có con với tài xế kè nè. Hai người mà cặp nách đó. Phải không em? Phải không? Phải không? Bánh tráng này là của cô mà không đi mà xuống mà đi không được, mà cô con cô kẹp một bên mà tài xế kẹt một bên á. Ấn tượng luôn á, cô đi xuống rồi cô đem xuống bánh tráng quá trời. Nè bác Tư cho con nè. 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 Trời trời rớt rồi. Bác Tư cho không dám cầm. Thôi để cho bác Tư gái đưa cái này lấy à. Rồi. Bác Tư trai đưa cái không dám lấy đâu. Đàng hoàng con. Trời ơi, tí ăn hết hả con? Đó, thấy không? Rồi, bác Tư đưa mình sao không lấy, bác Tư gái đưa lấy là sao? Nhìn bác Tư trai ghê quá. Rồi. Bánh Nhật Linh, Nhật Nam. Linh ơi! Qua đi học hả? Đi ấy đi, qua đây họp nè. Bữa nay họp khẩn. Bánh tráng mà có muỗng. Rồi chút xíu em cuốn ra mấy cuốn đi, ăn cuốn đi. Anh ăn tự ăn tôi anh ơi. Ăn cuốn dễ ăn nó ngon hơn á. Ăn cuốn mình đấy, ăn cuốn lâu lâu ăn cuốn nó đỡ ngán hơn à. Đây có thịt nguội kìa, bỏ thịt nguội vô. Để một vui không? Ngon không nè? Ngon không tí? Ngon sao cho đi? Ngon nhiều không? Cả nhà mình ăn vui không? Vui không? Có thích không? Thích không? Thích nhiều không? À, thích nhiều là mốt mình ăn vậy nha. Cả nhà mình ăn gom vậy cho vui nha. Cà rốt có thích ăn vậy không con? Ăn hết gia đình vậy vui không? Có thích không? Lớn lên nè, thích không? Thích. Rồi mốt ăn nha. Ồ, sâu răng đâu, sâu nghe nhổ răng. Con quên hoài. Có cái bánh kè đó mà đâu. Tí của mẹ. Đâu quay ra coi. Nước lên. Nước lên nó tự nhìn coi có sâu răng tí không. Hổm tí cũng sâu răng quá trời luôn. Đâu mà he ra nhé ra cái ơi. Thủ này răng ngon nè. Này ngon này nha. Nó đừng ấy nữa nha con. Hổm tí như răng tuột. Nghe hai nghe răng nha. Nghe răng ra cái hai, răng hai ấy là coi. Nè nhổ răng mà. Thôi thôi không uống nước nữa. Ăn xong đi uống tiếp. Bỏ xuống. Ngã đó con. Rồi ba là đang ăn bún ở dưới trường mà cô bác. Rồi thời trời mưa. À. Ba đang ăn bún dưới đó mà cô bác thấy không? Ba cũng ít khi nào mà ngồi chung lắm. Tí còn làm gì vậy con? Tí bữa nay chơi ăn kỳ vậy con? Trời ơi con ăn một cái bánh tráng con gói vô cục chả hả? Hả? Thôi đợi chút xíu đi, ăn xong đi rồi múc nước nha. Ăn xong đi uống nước. Hai đứa thì ăn tóc vừa bù xù á, thấy sâu đi, thấy chị hai là bù xù à. Trong bàn này là chỉ có sâu đi, chị hai là bù xù nhất thôi. Trời ơi con cuốn cái cục vừa bự dữ vậy, cái cà rốt bậy vậy nha. Bác Tư đang quay luôn á. Bác Tư nói bà ông bà cô bác ơi, tí nói bậy nè. Ông bà cô bác xin lỗi coi. Khoanh tay lại xin lỗi đàng hoàng. Xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Trước hết là xin lỗi gia đình mình nè. Xin lỗi bà ông bà nè vì con nói bậy. Rồi bụi miệng cái coi. Mốt không được nói vậy nữa nha. Rồi. Mình biết lỗi là mình nhận lỗi, mình sửa lỗi nha con. Nha. Rồi bác Tư để luôn, bác Tư không có ấy đâu, để cho con coi con biết. Rồi con biết lỗi không? Biết lỗi mà nãy giờ ăn thấy chất lượng quá nha. Thấy không có quậy gì con. Quậy vậy là xấu lắm á. Xong rồi hả? Rồi đi ngủ đi con. Đi ngủ đi. No chưa? No chưa đi ngủ đi con tí, đi rửa tay đi ngủ đi con. Hả? No chưa?
Lúc này con thấy gì đâu mà thấy đâu rồi. Coi coi thịt lúc này ốm lại không? Có ốm lại không? Chở bụng lên nó tư coi coi. Ê mày hủm bụng mày xạo tí. Lúc này biết quá cỡ rồi. Dở lên đặt hủm bụng lên đó chứ. Mốt không được vậy nha con. Có sao mà để vậy thôi, có gì đâu. Rồi lúc này nó biết mắc cỡ rồi kìa tí. Mày đặt. Giờ biết mắc cỡ nữa chứ. Bữa nào con đi cầm máy quay cho bác Tư để cho ba con nha. À, khi nào mà học ngu á mới cầm máy quay nha. Sáng đi, đi lo đi học đi nha con. Chứ cầm máy quay này là nói chuyện phải nhiều lắm á. Con nói chuyện nhiều được không? Hả? Được không? Được không? Nói chuyện nhiều. Nói chuyện nhiều mà phải nói chuyện có duyên mới được nha. Dạ. Ôi trời ơi, dạ đây. Ai mới nói dạ vậy? Hả? Rồi sau ăn hết tô rồi kìa. Rồi ăn xuống rồi. Chào chào ông bà cô bác. Ôi ăn nữa hả? Cấp cho nó một miếng nữa đi. Tối ăn bún cũng vừa thôi nha, để lạnh bụng á. Bữa nào đi bác Tư, có gì bác Tư đứa ba con bữa nào phải được chưa? Nghỉ một bữa ở nhà rồi chở cả nhà mình đi ăn thịt nướng bữa nha. Đi không? Đi thịt nướng mình ra. Khi nào cô giáo mà khen nó hôm nay tí học giỏi quá là chở đi nè. Là mình chở đi ra ngoài quán mình đi ăn buffet một bữa luôn. Chịu không? Hả? Bác À, bác Tư mới thấy có chỗ này nè. Bác Tư đi vô, bác Tư đứng ngang, bác Tư nhìn không mà không dám vô. Đợi khi nào phải không nữa chứ. Ôi, của chị ba cho chị ba uống chung. Uống chung à, không cho uống nha. Không cho uống là mốt mà chị ba không có ngồi chung luôn á. Cho uống không? Không. Rồi không luôn phải không? Hả? Rồi không cho uống luôn, mốt rồi cho chị ba ly khác đầy hơn nữa đó, là bác chị ba không cho con á. Mình phải san sẻ nhau nha. Ờ dạ tí đàng hoàng con. Rồi tí đi cà rốt ăn xong rồi hả? Dạ nè hai đứa chào ông bà cô bác đi, con ăn xong rồi. Mấy bà ông bà cô bác hả? Ôi không có vô chuồng, có vô chuồng sập chuồng, sập chuồng, sập chuồng của em đó con. Hai đứa đứng quơ mũi cho em đi, để lúc này dịch bệnh á, dịch mũi nhiều lắm. Thôi con đừng ẩm em con. Rồi trời ơi bé Su đạp nón của ông nội. Đó nón của ông nội đội đi làm. Trời ơi bé Su đạp nón của ông nội rồi. Nón này nón của ông nội, để bác Tư quạt cho con nha. Nè tí quạt cho em đi. Quạt nhẹ thôi đừng quạt mạnh nha. Rồi bây giờ là vợ Khánh. Ủa bỏ tô luôn chứ không có cuốn hả? Cuốn đi, em ăn hả? Rồi em cuốn cho anh đi, bánh tráng đó nó dẻo, nó mềm ngon. Mềm ngon, giờ xong mất nó hở cuốn. Ôi cái này, trời ơi, cuốn mà giờ không cuốn luôn rồi cô bác ơi. Tại đó giờ Khánh cuốn á. Khánh cuốn là Khánh bỏ xuống cái bàn này không à. Cuốn là nhìn nó mất lịch sự lắm. Rồi Trang cuối cùng cũng làm xong tô rồi hả? Tô đầy là bá luôn á. Rồi em làm cho anh tô luôn đi về. Chứ giờ sao? Làm tô rau không rồi nha. Rau không à. Hồi nãy em cũng làm. Thôi con múc nước nhiều để bác Tư cầm lên cho con. Rồi đeo lên đi. Tí đừng ấy coi chừng sập cái chuồng hai đứa. Rồi hai đứa này uống nước không vậy? Uống nước tối lạnh bụng lắm hai đứa nè. Thấy không? À, thấy không ông bà cô bác? Bé 3 tuổi ăn bún là gấp đũa. Ngon lành. Ăn đũa gấp đũa nha con. Sao mấy tuổi vậy? 3 tuổi tới 4 tuổi, 5 tuổi. Thôi của ba hả? 2 tuổi. Thôi bây giờ có gì điện thoại liên tục luôn mà các bác. Rồi Trang cuối cùng cũng ăn xong rồi nè ông bà các bác. À. Còn bên kia đó ông bà các bác, bên kia là cũng đang phơi thuốc cú. Tại vì cũng có bà con đặt rồi, bà con đặt ở nhà cũng có mua sẵn rồi. Đó ông bà các bác thấy không? Đó là thuốc cú nha ông bà cô bác, ở nhà là bà con đặt rồi. Khánh cũng ở nhà là làm phơi đây, đợi tới mà nó ráo á rồi sẽ gửi phần lại, phân từng phần lại á để bà con xuống mà nhận. Ủa? Em ăn đi anh ăn. Đây tụi con rung rung chân em lên nha để muỗi cắn em á con.
đừng có đút em ăn nha hai đứa. Ê, không có đút, đừng có đút em ăn nha, không có đút nha con. Ổng chổng đưa. Ổng ổng cho ông nội hả? Ổng vô chổng đưa hả? À vô vô chổng đưa đi con. Đàng hoàng nha. Ôi trời trời, tí ông em đi đàng hoàng nhìn dưới đất để té con. Ê trời ơi, tí ông em mà đi vòng vòng té em con, đi nhìn đường kìa. Trời ơi, tí ông em đi. Rồi, không bao giờ là vô ăn thôi, Khánh vô Khánh dùng luôn mà cô bác ơi. Trời mẹ lấy cho ba đi. Ủa em ăn tô đó đó hả? Không có, anh nhân á. Trời em mấy cũng nhiều dữ vậy hả? Có miếng à xí à. Đi rau hết thôi, tại anh ấy chủ yếu ăn giá đi, giá đi kìa bạn. Giá dưới không á. Giá hả? Bóp lại. Bóp rồi đó. Rồi ấy vô đi, ấy bún rồi cho xìu giá đi, chặn chan nước mắm vô. Cho miếng mắm chua nữa. Nè ông bà cô bác, này là mắm tôm nè. Mắm Thái, mắm Thái chua. Rồi anh Trang cũng xong luôn không bà cô bác ơi. Thôi Trang ăn tô nữa hả? Xong rồi. Tưởng nó qua làm tô nữa chứ. Ngày nào mẹ cũng đi chùa hết đó mà cô bác. Chùa cũng gần ở đây đó. Chùa nghèo mà Khánh Nếu Phong thường quay đó. Chùa nghèo là ở đằng kia kìa. Cũng đối diện ở đây cách cũng hai đám ruộng à. À, mẹ cũng tối mẹ cũng tranh thủ mẹ đi chùa. Thì bây giờ còn sức á, mình cứ làm, mình cứ làm rồi cũng làm thuốc rồi hỗ trợ cho bà con, rồi tối mẹ cũng đi chùa để cầu bình an cho gia đình, đi cầu cho toàn thể bà con là của mình luôn, rồi bà con thân thuộc á được luôn bình an mạnh khỏe. Rồi ở nhà thì cũng lúc nào cũng tâm nguyện là bà con á, bà con mà tới nhận thuốc á thì lúc nào cũng hạp thuốc hết, hạp thuốc để mau khỏi bệnh. Rồi em ngồi mấy em ăn luôn hả? Bây giờ là hay em ăn chưa? Dẹp dẹp bớt hả? Rồi sao em không bỏ bún vô cho xìu rồi hả? Ủa bỏ bún đâu? Em quên bỏ bún rồi. Ủa bỏ dưới hả? Người ta bỏ rau dưới chứ. Rau dưới mới xìu chứ. Thôi mẹ bỏ chất quốc rồi cha đi ơi. Trời Nhật. Rồi điện thoại nữa. Điện thoại của Khánh đây. Cho ông bà cô bác ơi, bây giờ cái tô của Khánh này, cái tô của Khánh bây giờ Khánh chắc Khánh qua Khánh dùng quá. Đây nè ông bà cô bác, ở đây có đây hình ảnh này thì có, đây có mắm chua, mắm chua rồi có gỏi cái đồ xào hồi nãy Khánh có nói, đồ xào gồm có củ sắn, cà rốt, rau sống ở nhà nè ông bà cô bác thấy không, ở dưới đây là có bún, có giá nữa, thì mắm chua rồi có thịt nguội nữa. Thịt nguội bên đây nè mà cô bác ơi, giờ còn có mình Khánh coi như là giống như caramel là cầm máy nè, là coi như là ăn sau cùng hết á. Đây đây nè, rau nè ông bà cô bác, rau này rau ở nhà luôn nha ông bà cô bác, rau rất là tươi tươi và ngon luôn, non mơn mởn à. Đó đây là giá, đây giá này là giá mua ở ngoài chứ không có tự làm giống như là đợt dịch bệnh nha ông bà cô bác. Còn đây có rau dấp, rồi dắp đi vào tía tía tô. Thôi bây giờ Khánh chắc Khánh vô Khánh dùng đi. Khánh vô Khánh dùng luôn mà cô bác ơi, đang cầm máy quay mà vợ Khánh ấy. Đây để Khánh vô Khánh dùng luôn. Bây giờ là vợ Khánh là dọn nè, dọn bỏ rau bỏ vô bịch cất luôn. Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái máy quay lại để vô ngồi ăn nha, chứ giờ còn có mình Khánh mà vừa quay có mình vừa ăn nó buồn lắm. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng biết nói gì hơn là cũng xin phép là khép cái đoạn video để dùng cái tô bún đây. Rồi thôi Khánh chào bà cô bác. Rồi tụi con chào bà cô bác nè. Chào bà cô bác nè. Thôi nói nè, hai đứa không có dành. Không có dành. Rồi bây giờ chơi vui nè, vui. Chào. Chào bà cô bác nè.